em nghĩ thì phụ nữ không có chỉ ngồi yên để mà đẹp, thì phụ nữ chặn làm việc cũng đẹp, làm gì cũng đẹp, nhân vật mà liên tục có những cái cuộc rượt đuổi và phải phiêu lưu khá là nhiều nữa. Em có nghĩ rằng là nhà sản xuất với lại đạo diễn Lê Thanh Sơn có vẻ như hơi phung phí cái phần nhan sắc của tụi em hay không, khi mà cho tụi em thể hiện quá nhiều những cái vai diễn mà nó lăn xả như thế? Thưa hai em Naomi và Seri Thu Hà. Anh hỏi em coi em quên câu hỏi là gì luôn. Câu hỏi của anh là có đấy là phung phí nhan sắc của em không, khi mà không sử dụng nhan sắc mà vô toàn là những cái vai diễn hành động của phiêu lưu. Em nghĩ thì phụ nữ không có chỉ ngồi yên để mà đẹp, thì phụ nữ chặn làm việc cũng đẹp, làm gì cũng đẹp. Thì cái việc mà em phải chạy và lăn xả thì nó cũng sẽ không thể nào làm cho tụi em hết nè. Hay quá. Còn Siri thì sao ạ? Ơi, chuyển mic ra nghe sớm quá. Nghe em chưa kịp nghĩ câu trả lời thôi thì em cứ nghĩ gì nói đi. Thật ra với em tự nhận thức về bản thân của em lúc đấy thì em thấy em không có đẹp. Em không có đẹp thì em nghĩ là em không phải giảm cho đẹp trái. Trời ơi. Nên em nghĩ là em sẽ phải cố gắng rất là nhiều hơn trong bộ phim để có thể anh chị, tại vì anh chị là những cái người đã có chuyên môn, còn em lúc đấy là đúng là đi vào phim với hai bàn tay trắng đấy. Thế nên em nghĩ là những cái cảnh hành động cũng là một cái giúp em ý là có trải nghiệm hơn, tốt hơn, và ý là kiểu không phải chỉ có cái mặt đẹp ấy, ý là mình cũng biết hành động, mình cũng biết thoại, mình cũng biết gì. Có nghĩa là bên cạnh cái vẻ đẹp bên ngoài của em này còn có một cái vẻ đẹp ở bên trong đúng không? Qua những cái pha hành động được thể hiện bằng tâm lý của mình nữa đúng chưa? Nhưng mà ý em là em không đẹp. À thôi, đẹp hay không thì hồi nữa đi mọi người coi phim, mọi người sẽ chia sẻ thêm cho em. Em không có cái gì luôn, nhưng mà em, đối với em thì những người phụ nữ trong phim này và đàn ông luôn nhé. Tất cả người đẹp và không phải đẹp vì bên ngoài, không phải đẹp vì bên trong. Dạ, rất tuyệt vời. Cảm ơn